Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Vì đặc trưng công việc nên có rất nhiều các tiểu hoa si vip khoác lên mình bộ trang phục váy cưới dù chưa từng lên xe hoa và khoe nhan sắc mỹ miều trong một bộ trang phục đáng mơ ước. Nhiều mỹ nhân hoa ngữ đã khiến cho fan hâm mộ phải tan chảy và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những mỹ nhân hoa ngữ khi hóa thân thành cô dâu. Địch Lệ Nhật Ba là một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất hiện nay. Cách đây không lâu thì cô từng thu hút sự chú ý của nhiều người khi mặc một bộ váy cô dâu như công chúa Disney. Vẻ đẹp dịu dàng, ngũ quan như búp bê cùng nụ cười ngọt ngào của Địch Lệ Nhật Ba đều giúp cô nhận được mưa lời khen của công chúng. Quan Hiểu Đồng năm nay cũng tỏa sáng với bộ phim 20 bất hoặc. Ngoài sự nghiệp thăng tiến, chuyện tình cảm của Quan Hiểu Đồng với Lộc Hàm cũng dần được nhiều người ủng hộ. Dù cả hai chưa làm đám cưới nhưng công chúng đã rất háo hức chờ đợi tin vui của họ sau khi nhìn thấy Quan Hiểu Đồng hóa cô dâu. Vẻ đẹp thoát tục, ngũ quan xinh đẹp cùng thân hình nuột nà của nàng cách cách đốn tim rất nhiều người. Cô Tịnh Y dạo gần đây dính phải nhiều thị phi nhưng không ai có thể phủ nhận được sức hút của nàng tiểu hoa. Ngay cả khi hóa thân thành cô dâu, Cúc Tịnh Y xinh đẹp thoát tục như thần tiên. Từ cách trang điểm làm tóc cho đến món đồ trang sức bằng lông đều làm toát lên nhan sắc mỹ miều của Cúc Tịnh Y. Sơn Tử cũng từng thu hút được sự chú ý của nhiều người khi thực hiện một bộ ảnh cưới. Trong bộ váy cô dâu màu trắng hở vai phối với vương miện nhỏ, Dương Tử đã trở thành nữ thần trong mộng của nhiều chàng trai. Khó ai có thể nhận ra Dương Tử chính là con khỉ nhỏ tinh quái lém lỉnh trong mắt người hâm mộ. Trần Tuyết Nghênh cũng xuất thân là sao nhí và bắt đầu đánh dấu sự trưởng thành của mình với loạt phim Bong Bóng Mùa Hè, Bạch Phát Vương Phi. Người đẹp này từng đốn tim rất nhiều người khi hóa thân thành cô dâu xinh đẹp đài các trong phim. Đây có thể coi là một trong những tạo hình xinh đẹp nhất của cô trên màn ảnh. Dù tham gia khá nhiều dự án phim lớn nhỏ khác nhau nhưng Đàm Tùng Vận lại rất hiếm khi mặc đồ cưới. Chính vì vậy khi Đàm Tùng Vận hóa thành cô dâu trong Mùa Hè của Hồ Ly, nhiều khán giả đã rất bất ngờ. Khuôn mặt trẻ trung ngọt ngào, đôi mắt tròn long lanh, Đàm Tùng Vận chẳng cần sở hữu ngoại hình sắc nước hương trời, vẫn đốn tim mọi người. Khoảnh khắc Triệu Lộ Tư xuất hiện với bộ váy cô dâu trong Yêu Em Từ Dạ Dày, không chỉ nam chính mà khán giả cũng bị cô hấp hồn. Trong bộ váy cưới kín đáo và đơn giản, Triệu Lộ Tư vẫn khoe được nhan sắc ngọt ngào với nụ cười rạng rỡ. Vậy còn đối với bạn thì đâu là cô dâu đẹp nhất trong lòng bạn? Và đừng quên chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.